Thưa quý vị, cùng với quá trình suy yếu của không khí lạnh, hôm nay miền Bắc trời đã nhiều mây hơn và mưa nhỏ đã xuất hiện. Dự báo trong đêm nay và sáng sớm ngày mai, những cơn mưa nhỏ này sẽ còn lớn sâu hơn vào trong đất liền, khiến cho các vùng như Lạng Sơn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hà Nam và cả thủ đô Hà Nội đều có mưa nhỏ. Trong khi đó, các nơi khác của miền Bắc thì vẫn duy trì tình trạng mây nhiều và có sương mù. Tuy nhiên, đến trưa và chiều mai, đới gió đông đến đông nam của không khí lạnh suy yếu, không còn nguồn cung ẩm nên ở khu vực phía Đông Bắc Bộ, mây sẽ giãn dần ra và một số nơi sẽ có nắng nhẹ về chiều. Mức nhiệt cao nhất ngày mai sẽ nhích nhẹ lên ngưỡng từ 26 đến 28 độ. Trong khi đó, ở khu vực phía Tây Bắc Bộ, sau buổi sáng có mây nhiều và sương mù, đến trưa và chiều mai trời tiếp tục có nắng, nhiệt độ ngày cao từ 29 đến 31 độ. Ảnh hưởng của gió ẩm cũng duy trì tình trạng nhiều mây trên dọc ven biển từ Thanh Hóa trở vào cho đến Quảng Ngãi và những cơn mưa rào rải rác ở khu vực từ Quảng Bình trở vào đến Đà Nẵng trong đêm nay và sáng sớm ngày mai. Sang ngày mai, cùng với sự suy yếu của đới gió đông ẩm, các khu vực sẽ giảm mây, nhiều nơi cũng có nắng nhẹ. Nhiệt độ trong ngày mai ở các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào đến Quảng Nam dao động trong khoảng từ 28 đến 30 độ. Với khu vực từ Quảng Ngãi trở vào đến Bình Thuận, trời vẫn còn nắng sớm, mức nhiệt ngày cao từ 31 đến 32 độ. Ở phía Nam, mưa đang có xu hướng gia tăng. Dự báo từ chiều và tối mai, ở khu vực các tỉnh thành phố miền Tây Nam Bộ sẽ có mưa rào và dông trở lại. Đến thứ Bảy, mưa dông sẽ mở rộng lên miền Đông và sang Chủ nhật thì cả Nam Bộ và Tây Nguyên đều có mưa rào và dông trên diện rộng. Về nền nhiệt ngày mai, ở Tây Nguyên nhiệt độ sẽ trong khoảng từ 28 đến 31 độ. Miền Đông Nam Bộ nhiệt độ từ 32 đến 33 độ. Còn ở miền Tây, nhiệt độ sẽ trong khoảng từ 31 đến 32 độ. Trên biển, ở khu vực phía Đông Bắc của vùng biển phía Bắc Biển Đông, khu vực biển từ Bình Thuận trở vào đến Cà Mau vẫn là những vùng có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 khiến cho biển động. Khu vực huyện đảo Hoàng Sa gió Đông Bắc cấp 5. Còn ở khu vực phía Nam của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Trường Sa, gió Đông Bắc ở mức cấp 4, cấp 5. Mưa dông vẫn xảy ra về chiều và tối, làm cho tầm nhìn xa bị giảm thấp xuống dưới 10 km.